Trong đêm rất buồn, trời làm bao giờ, chỉ một mình ai băng qua gió mưa, đi về nơi ước mơ. Dẫu biết ước mơ là những ngày tháng khó khăn đang chờ ta, khi em đứng lại nhìn về phía một người lặng im bên em rất lâu, không cần ai nói đâu. Nước mắt bỗng rơi nhẹ, em chợt nhận ra em đã trót yêu, và em đã khóc khi em lo sợ nhiều. Rồi anh đã đến bên em khi quạnh hiu, tựa cơn gió nhẹ lùa vào mắt cây, bàn tay giữ chặt đừng rời phút giây. Hãy để tình yêu ngọt ngào lên tiếng, dìu em đi qua bao nhiêu xót xa. Và em muốn nói anh nghe kia lòng mềm, nhiều năm qua vẫn mong anh trong lặng thinh. Trời mang nắng về một ngày rất đông, rồi mang gió về để làm bao giờ. Vẫn sẽ mỉm cười vì đời là anh cứ lấy vào đi. Các con nhà mới. Con mày bố. Ủa, cái gì này? No mâm cơm nhà mình thịnh soạn quá. Con ăn tạm, mai mẹ cố gắng làm đồ mặn cho con. Bố, cơm này cho hổ nó ăn này, con dai không nuốt được. Cái mình, cái con này này, nó dặn mày thế nào? Đi chợ để mua thịt cho anh mày ăn. Sao mày bước đầu thế hả? Mẹ làm gì còn tiền đâu ạ? Không còn tiền thì mày có mồm không? Có mồm thì mở ra mà mua chịu chứ. Cả làng này chẳng ai dám cho con mua chịu cả. Sổ ghi nợ nhà người ta toàn ghi tên con kia kìa. Không có tiền thì nghĩ ra cách mà kiếm tiền. Đây, anh mày nhịn đói à hả? Mà cái tội này chính là bà ấy nhá. Bố, mày dám à? Hả? Mày, tôi xin ông, có gì từ từ sẽ nói. Ông đừng đối xử với con như thế. Đối xử thế thì làm sao? Hả? À, không chịu được cái gì? Biết. Con sẽ lên Hà Nội. Được, lên đấy làm, kiếm tiền, gửi về cho anh Toàn với trả nợ. Bố đừng lúc nào cũng một anh Toàn hai anh Toàn nữa. Con cũng là con gái của bố. Sao lúc nào bố cũng nhìn anh một mình anh ấy vậy? Tao bênh nó thì làm sao? Hả? À, mày cứ tưởng làm con trai ấy, tao sẽ bênh mày. Chỉ nay mai thôi, con sẽ lên Hà Nội học. Học? Học hành gì cái ngữ mày? Mà tiền đâu ra mà học? Thấy bà, bà dâm dúi tiền cho nó, đúng không? Tôi làm gì có tiền. Con tự đi làm, nuôi thân. Đi học gì cái ngữ mày? Mày ở nhà, đi làm thuê trả nợ cho tao, hiểu chưa? Đi!